Ở chuối rồi. Ê, không không không. Kìa kìa, chúng tôi không cho mong quá. Trời ơi. Ơi nó chạy kìa. Ôi ơi. Ôi ơi. Ôi chạy kìa em ơi. Ôi ơi. Ôi ơi. Phong chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì Phong tiếp tục đi câu cá lóc nha mọi người. Thì hôm nay em đi cùng với em Tí nha. Tí thì lúc đó là có một cái video mà em đi câu trực tiếp nè. Hai anh em đi cùng quá, rồi có giúp đỡ người em trai là trong clip đó mọi người. Chứ còn lâu lắm rồi hai anh em chưa đi câu lại. Nên là hôm nay hai anh em quyết định đi câu lại rồi giao lưu với nhau nha. Rồi điểm địa điểm câu đầu tiên thì hai anh em sống đây luôn. Đó. Ở em thì đa số là đầm tôm thôi mà đầm tôm bỏ thì tao mới cho câu mà. Nên là em Tí vừa phát hiện được một giếng câu á, nên là hai anh em giờ đi câu nha. Ok, mời mọi người đón theo dõi hai anh em mình câu có cáp nha mọi người. Đừng quên xem một chút like và đăng ký kênh nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Giờ bắt đầu câu. Đến với xã Thượng Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An thì không có gì khác ngoài thanh long và những vuông tôm bị bỏ hoang. Do thời buổi kinh tế khó khăn, nuôi trồng không có được thuận lợi nên là có rất nhiều vuông tôm bị bỏ hoang. Sau những cơn mưa đầu mùa thì cá từ ngoài sông vào, và đây là những ẩn số nằm bên dưới những đầm tôm bị bỏ hoang này. Hôm nay em xin mời mọi người cùng theo chân em một ngày trải nghiệm đầm tôm ở xã Thượng Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, cũng là nơi em sinh ra và lớn lên ở đây. Chân thành cảm ơn mọi người đã xem hết video của em. Rồi mọi người, ở đây anh chủ đầm á, thì anh nuôi cá trê cho mọi người, nhưng mà anh cho câu cá lóc đó thì mấy anh em mình nếu mà câu dính cá lóc á, thì mình lấy, còn hả mà dính cá trê thì trả lại cho anh nha. Đó, view khá là đẹp nha mọi người, có mấy cái đường cỏ đẹp đẹp ghê luôn. Ok, giờ bắt đầu câu thôi mọi người. Ừ thì bái kỹ ta, hai con bự rồi. Ê, từ từ đi, từ từ đi, từ từ đi. Ôi bự, chạy cho nó chạy đi ơi. Từ 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 từ, thôi tôi rồi. Để anh quay vô, để anh quay vô đi trước. Chạy vô chưa, nó chạy vô chưa? Đi 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 đi, cá dính rồi mọi người. To lắm mọi người. Bự lắm hả? Để lấy kèm từ từ. Coi vô đây, coi vô đây. Rồi Tí ăn cá bự rồi mọi người ơi. Trời ơi. Chê ha cá lóc. Rồi cái tim gì thế. Không lấy cá chê. Trời ơi, cá lóc đi ơi. Chê lóc. Coi chừng nó bắn á nha Tí. Bỏ chê ăn luôn. Quá trời bự rồi. Trời ơi, từ từ đến lấy kìm anh kẹp vô. Ừ thì chờ từ đi. Trời ơi, tưởng cá lóc này là lúc luôn. Đây đây đây. Đưa vô. Ủa sao nó ăn luôn kìa trời. Chiều từ thôi Tí ơi, chiều từ ơi. Cho nó mệt đi, cho nó mệt đi. Dễ không, dễ không? Ôi ôi Tí, cá kìa. Đi vô con, đi vô con, để nó bắn trúng con. Đi vô, đi vô, đi, đứng ngay, nè, đứng ngay đây nè, đứng ngay đây mát nè. Ừ. Rồi. Thì đi, cho nó mệt đi.
Cô ơi, hết sẻ rồi tí ơi. Đây 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 đây. Ủa, con cá nó bự con nổi hơn. Ôi trời ơi. Ừ, khi ổng giọng đấy. Trời ơi, con cá mọi người ơi. Ủa, con cá. Khủng luôn. Trời ơi, con cá chê. Trời ơi, thấy ghê. Chà bá luôn. Ủa, mình sẽ hang cá lóc bự nữa mọi người. Cái này thì mình đưa lại cho chủ nhà nha mọi người nha. Hết sảy rồi. Trời ơi, con cá kìa. Quá khủng luôn. Kìa. Yeah. Quá dữ quá dữ. Hết sảy rồi. 9 giờ là hết sảy rồi mọi người. Anh em mình đem đưa cho chú nhà nha. Rồi anh tí đó, cái nhà đằng đó là chủ của đầm đó đó mọi người. Cái trê thì mình trả lại cho chú. Đâu nó hả? Không cần sách lên luôn. Sách chứ. Sách chứ. Để bấm về số 0 hay gì đó. Đó là 4 kg lên. 3 kg 8 3 kg 4 à. Bà nhẹ quá hả? Nhộm thấy nó dài quá hả? Nó dài sọc ha. Dài hả? Ba ký ba. Con ăn không? Con ăn không? Cho đó. Quá đã luôn. Ba ký ba mọi người. Mà nó lắc hay lắm, nó lắc toàn là vô cái mang đó không à. Ê, dính 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 đi ơi, dính đi ơi. Dính. Dính dính dính. Ê. Ôi ôi ôi. Cái gì vậy? Lóc 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 hay vậy? Đó. Thôi. Chín 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 mọi người. Tự nhiên ngang về đây nó vuốt 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 cái nó nghỉ. Ấy, mà nó bự tí ơi. Bởi lại cái bàn nãy vậy nó cao ít lắm kìa. Có cái kèm rồi đấy. Trời ơi, con cá bự tí ơi. Trời ơi. Hình như nó nuốt rồi tí ơi. Anh đi qua cái bọng này nó thấp hơn nè. Trời ơi. Trời ơi, dính có lưỡi hả? To rồi, to rồi, to rồi. Trời chuối rồi. Ê, còn không không. Ờ, cũng được, nửa ký. Ê. Ghê quá vậy sao dở lên, nó dãy vậy sao dở lên. Mày cặn vuốt anh luôn á. Vuốt. Ok. Dính rồi mọi người, ôi cá lóc một lúc đã. Ôi cá này mập lắm. Ừ, dính gì chắc cũng khó xảy. Cái này chắc bốn rồi, ăn rồi sao nó chảy dưới ta. Ừ, sao nó chảy dưới ghê á. Ê, lên, lên thầy mọi người. Qua đá, qua đá. Ôi lỗi. Con nhớ, con nhớ. Mọi người, vừa có cha của em tí vào câu chung cho vui nha mọi người. Là ba người câu nha mọi người nha. Cha em tí đang đứng ở góc nhà trên, em tí đang đi lên đó. Rồi ok, giờ ba người câu nha. Có kết quả mình quay tiếp cho mọi người xem. Chú cột thì tí cũng lên cá lóc rồi mọi người. Vừa đói mồi luôn, nó đang chuối. Bụng tim dữ luôn kìa. Vậy? Chịu đi lắc nó lên. Rồi. Này đúng lóc luôn á tí. Lên chưa, lên chưa? Ôi bự tí ơi. Trời ơi trời. Trời ơi trời.
xe mong xe buồn không hết hả? Mấy xin tô thầu thương cái lóc chập ba luôn. Ôi ôi có quét lưỡi không? Không. Ui nó hả, cái họng ra nó vũ cái văng ra luôn. Ôi ôi trời ơi, cá bự. Cá bự con cá nãy nữa. Con này con ký mấy á? Nó khùng quá, nó trắng, nó chỉ chui quá. Nè đừng lôi lên mặt nước được quá, nó nhảy lên à. Trời ơi, nãy đúng rồi, cá sắt thì đâu có để cho nó lên mặt nước được, lên mặt nước giải sảy rồi. Trời ơi, tức. Quá đau lòng. Ôi con này còn kiếm mấy á. Đó, cái mỏ con nó mới chu lên đó tí. Ừ. Cái thìa nó xây, xây cái giò nhái sao nó xây vậy chứ đâu từ thôi ơi, từ tí ơi, không phải đâu chuối rồi mà cái lóc quá, từ đi bự nữa đó tí ơi, đừng nè em ơi, đừng nè em ơi, sao má khủng quá tí ơi tí khủng quá tí, con này bự hơn con nãy nữa tí ơi, kỹ lên. Thà đổi tay đi anh bắt cho con hơn không? Thôi em bắt đi tía. Từ đi nó đang chuối mẹ, đừng có nại. Chịu đi. Xả buôn đi, cứ xả buôn đi nhau. Xả vừa thôi, xả vừa thôi. Để cho nó lên, để nó lên này rồi kéo từ từ vô thôi, đừng nại nó nha. Nó chạy cho nó chạy luôn. Nhẹ nhẹ thôi. Ê ê. Xả đi em, xả đi từ từ quay. Coi chừng nó xem tô quá tí. Chú nữa hả? Còn từ từ đừng nại quá. Nại quá sức đó tí ơi, bự lắm tí ơi. Từ từ thôi. Em cứ từ từ bình tĩnh đi, nó chuối, cho nó chuối. Ủa chuối một cụm thêm mấy dưới. Ừ biết rồi, đừng tới anh bắt cho. To lắm mọi người ơi. Từ từ thôi tí, từ từ thôi. Nó chạy cho nó chạy em, đừng có xiết quá, đừng quay xiết quá. Cho nó chạy đi, em cứ cho nó chạy bình thường đi. Dìu từ thôi, đừng có cho nó lên mặt nước nha. Cứ chịu cần đi, Cái gì vậy? Từ từ thôi em, từ từ thôi. Nó bự lắm mọi người. Thì em gáy gì đi. Coi chừng nó xem tô quá nha. Gì? Coi nó dính vào đâu, Ê, có một lưỡi à, từ từ cho nó xuống. Cho nó xuống, để chị chết mày, chơi đi quá trời, những cái bệt trời ơi, em làm anh rối luôn á tí ơi. Ủa nó dính cái bệt, nghĩ sao vậy, bắn lên khủng quá, nó xem lộn kìa, cầm lên nó dính cái bệt nè, chứ nó nặng. Cái này không bự em ơi. Ờ. Tại nó dính cái bịch rồi nè. Ủa nó bét mép luôn nè. Ôi cá mập lúc xém sảy luôn á, nãy em lôi lên xém sảy nãy kia từ từ. Cái này mà nước ruột cái chết luôn á. Xém nó không giải nó, mệt rồi đó. Nó bị ngợp rồi. Ừ. Quá đã luôn. Cái câu này nguy hiểm quá. Em uống nó ghê quá, anh cũng không dám đưa tay vô nữa. Dính nó tí. Chơi nữa anh vậy tí ơi. Nó chạy dữ rồi. Để tí cho anh bắt rồi tí. Để cho anh bắt rồi. Không quay, nó lên vô.
Trời ơi, thế ghê vậy tí. Ủa, con này nó bự hơn con nãy nữa vậy tí ơi. Kẹp 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 trong cái trong trong cái mối này. Rồi. Ơ nó chạy kìa. Rồi. Này sao? Rồi. Thả gốc phi. Rồi. Rồi. Chạy kìa anh em ơi. Rồi. Ôi con này bự hơn nữa tí ơi. Hai con chị cá lóc rồi đi tí. Rồi chắc cá chê quá. Cá lóc. Cá lóc rồi, cá này khủng lắm luôn á. À mà cá lóc là nãy giờ Sento rồi. Dạ, nãy giờ là nó Sento lên ha. Trời ơi. Rung tay luôn. Nặng lắm tí ơi. Ừ, nặng hơn nãy nữa. Rồi xuống. Này đâu đâu thả chê đâu. Có chủ nhà có thả. Trời ơi chị. Trời ơi, tới mặt cái cây. Rồi cá lóc lại Sento rồi. Ôi. Chê à chê. Ôi ơi. Ôi ơi. Chưa thấy mặt nó được nữa tí ơi. Trời ơi. Ôi. Sao móc ngang không á? Không dính miệng á. Ở cái đuôi. Ôi con cá chê nó vàng. Ừ. Ừ. Hàng chi nó chạy như cái máy vậy. Đâu? Cái chê nó dài lắm. Móc cái mình. Cái chê nó dài lắm dễ gì xảy. Ôi ôi con cá. Cái đòn giật á. Không. Ăn gấp đi. Nè nè. Chạy ra nữa. Kịp rồi, cái kịp rồi. Anh hỏi ông bắt không ta? Ta bắt đi, bắt đi. Ừ, bắt luôn. Đứng xích ra, đứng xích ra. Đưa cần ra ngoài á. Kìa. Dài lắm, hình nhất à. Ở kia dính cũng vậy, dính con miếng còn dính mà. Cá tưởng là vô trời ơi. Em dè lại đi tí, đi dè lại. Dè lại vô mé. Bỏ vô cái sách thôi. Sao mà có giặt nữa. Sao gắt. Đây đây. Đây đưa con dây đây. Xảy đâu xảy hoài chứ không biết. Ừ. Nó mà nhảy lên còn rung dữ nữa.
Thà nó cứ im dưới thì không rung, mà nó nhảy lên mà biết nó cái là rung dữ nữa. Dính tới rồi, dính tới rồi. Phi hả? Không lẽ số gì dính có phi hoài ta? Sao nặng vậy? Phải có phi không thấy? Anh thấy có phi không? Chứ anh thấy nặng lắm nha. Sao nó không quậy gì đó vậy? Ui cái phi. Cái bốc mà. Cỡ con chứ. Lóc rồi, nó chuối rồi. Ừ. Rồi mọi người, câu mãi đến tối thì cá cũng không ăn nữa. Nên là em Phong với lại em Tí xin phép dừng video tại đây nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha. Mọi người thấy thích hai anh em mình thì nhớ cho hai anh em mình xin một like, đăng một đăng ký kênh nha mọi người. Và đừng quên chia sẻ cái video này cho mọi người, bạn bè rồi mình cùng xem nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã ủng hộ em Phong trong thời gian qua. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye.